Vâng, em Đô xin mến chào toàn bác nhá. Thì trong có vài ngày thôi các bạn, thì lượng hàng thâu khách hàng lại nhiều ghê. Có vài hôm thôi. Đây là em quay đang hiện tại kho nhà em thôi, còn miền Nam lại kiểu khác nhá. Và bên kho sự kiện cũng có kiểu là cũng thâu riêng nhá. Cái thâu đây là thâu quay riêng. Còn đâu hàng thì chung tất cả hệ thống anh em mua ở đâu cũng được. Thì báo cáo biết thì hôm nay thì mình quay clip thanh lý này thì trong vòng vài hôm thì mình thâu số lượng hàng rất là nhiều của khách hàng. Thì trong đó có nhà, trong thời điểm này em sẽ xả dần một số mã mà em bị lẻ mã như đôi bâu C3/95 nhà em này. Hàng nhà em luôn đẹp zin luôn nhá. Nhưng tại sao đẹp zin thanh lý? Tại vì cái căng ấy nó bị gãy. Gãy mất một chiếc căng. Đấy, nhà có một chiếc bị gãy căng, còn đâu là còn một đôi đẹp, một đôi thì gãy chiếc căng thì em bán rẻ cho anh em đi, còn là bán lấy vốn về, bán hóa giá. Đấy. Những bạn đam mê thì trong chiếc clip này thì cực kỳ tuyệt vời, nhất là những bạn nào mà săn những con đẩy thì hôm nay có nhiều con đẩy ngon phết đấy các bạn. Hôm nay là thực dạng là có nhiều con đẩy ngon. Đấy, Quang anh em quấn cho anh Bao kia, kiểu cho anh Tuấn, anh Tiến thế nào. Xong ông bé phụ tôi. Đấy. Thì như vậy thì thời điểm này chúng mình vẫn hỗ trợ lâng đời đổi cát với tất cả sản phẩm âm thanh. Nói chung gần bên em gần như cái gì cũng có. Khỏi nói quá, tại vì bên em bờ từ đến mức bát chép rời bán này, các mã bát chép rời này, sự kiện bán này, gia đình thì bán trên 3 cửa hàng gia đình này, và một cửa hàng sự kiện là 4 cửa hàng nha. Bên em tổng cộng hiện tại 4 cửa hàng phụ anh em tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em, và sắp tới thì em sẽ triển khai thêm 1 đến 2 cửa hàng nữa, nhưng mà phải vài tháng nữa các bạn, 1 đến vài tháng nữa để thời điểm này thứ tư hàng hóa về đã. Thứ tư trong rồi em sẽ mở thêm cửa hàng, cũng như là rất mong sự ủng hộ của bác để em có thể là càng ngày càng phát triển hơn, cũng như phục vụ bác chú đáo hơn. Thì cái phục vụ đây là gì? Thứ nhất là hỗ trợ anh em nhiệt tình hơn, cái thứ hai nữa là cái sản phẩm bán ra nó giá tốt nhất thị trường các bác nhá. Thì nhất là thời điểm này em muốn là tập trung nhiều mã bãi chất lượng cao về phục vụ bác anh em chơi. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì không nói nhiều nữa, em tập trung vào những sản phẩm này. Những bao hôm trước thì các bác bảo có hỏi mic, thì hôm nay thì có mấy bộ mic lướt này cho anh em chơi, những bộ mic và bãi nhá, bãi ở nồi đẹp lướt cho anh các bác chơi. Và một bé này em lấy vào để cho anh xin ghế về Vinh để cho anh nghỉ để xuống bê rồi. Đầu tiên em quay để từ nhá, em chạy vào có lấy ghế thì vào lấy ghế. Đầu tiên có bộ mic vào nhá, bộ này đầy đủ phụ kiện nhá, em không bỏ phụ kiện ra ngoài thôi, còn đầy đủ phụ kiện này. Đầu tiên là bộ màu đen nhá, màu DH là thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Đấy, thương hiệu Mỹ DH Auto. Các bác mua những dòng loa DH rồi cực kỳ mắc tiền luôn. Những dòng loa DH thì nó sử dụng driver nó của bát chép RCF. Thì độ bộ này em bán 1.6 triệu nhá. Bao nhiêu vỉ tím này, 1.6 triệu, những bao zin bao xịn nhá, tuyệt đối nhá các bác nhá. Đây, tay mic đẹp long lanh đúng nhá. Đẹp long lanh luôn nhá. Củ con lụa sấy anh củ cái nào. Đấy, củ con lụa nhá. Lấy nguyên nhá, sấy anh luôn lấy về mình. Đấy, nguyên này. Nói chung là đẹp xuất sắc nhá các bác nhá. 1.6 triệu bộ đầy đủ phụ kiện. Bao zin bao xịn mở xem thoải mái các bác nhá. Bình thường bán bộ này toàn hơn 2 triệu thôi, thời mấy anh em tuần quật mức giá khoảng 2.3 triệu 2.4 triệu thì em bán giá êm hơn. Đấy, lúc con đẩy đi. Rồi. Đẩy thì bảo ông ấy sang bé. Bảo ông ấy sang ông đóng cho. Cho. Lấy sẵn cho ông cái hộp đi mà ông đóng. Em bảo em đang đóng bưu điện các bạn. Để hàng ngày đi vài chục đơn là bình thường. Như hôm nay mấy chục đơn rồi. 1.6 triệu bộ này có nhá, em quay bắt đầu em quay tập trung quay nhanh này. Những bác nào mua thì tập trung gọi điện cho Hiếu Anh Auto nhá. Nhắn tin là em sẽ trả lời nó chậm đấy. Có những bác, nếu có những hôm mà các bác nhắn nhiều quá này đến sáng hôm sau em mới trả lời cơ, nên có nhiều bác bảo sao nhắn tin không trả lời, các bác thông cảm cho em. Bây giờ thanh lý này nhiều bác hỏi lắm. Bao vị tín cho 1.6 triệu này. Đấy. Tiếp theo là sẽ là con vang. Con vang LR săn, đây là vang số nhá. Hoạt động bình thường zin đét. Vâng nhá. Hoạt động bình thường zin đét này. Các bác mở xem thoải mái nhá bác nhá. Để khách dùng nó hơi bám bụi tí, bẩn đấy. Những cái con này thì nó đang bị màn, nó đang bị hơi bị ám tí. Hơi ám màn tí, ám ở đây như kiểu hơi bị ám đen tí chỗ không này. Em zoom sát đây bác nhìn thấy độ ám đen nhẹ này. Bật sáng lên sẽ nhìn thấy nhưng mà đây không bật nguồn được. Đấy. Giá 500k thôi nhá.
500.000 đồng. Thôi nhá. Tiếp theo nữa là bộ quay bồn vang ơi. Để vướng xe em vừa phải đứng lên để cho xe nó vào. Em quay bồn vang nhá. 500k các bác nhá. Nhìn tay. Tóc số. Thì nét hoạt động bình thường mà nó hơi ám đi thôi. The Sun thử Mỹ. Tiếp theo là bộ micro. Tiếp tục nữa là G3G, bộ mic 3G đến từ thương hiệu Đức. M3 bé bắt đầu vào dần đi, Vinh bắt đầu dần nhá. Thì bộ này zin đét luôn bác nhá, cũng 1.6 triệu bộ này, đẹp luôn, có nghe đẹp luôn nhá, zin luôn nhá, ủ quần lụa nhá, để em quay bộ này, ủ quần lụa này, lẫy nguyên đấy nhá, đẹp, 1.600.000 đồng bộ, đầy đủ phụ kiện nhá, bán lấy vốn về cho các bác chơi, 3G M3. Okay. Tiếp theo là một con vang 3G đô DCM1X về vang số bác nhá. Vang số đây. Con này lúm là lúm vô cực các nhá. Chia vặn không được nhạy lắm, ở đây này em ghi rõ nó không phải lỗi đâu, mà là cái dòng này ấy, dòng đời trước rồi nên là các vặn này vặn từ từ thôi. Vặn từ từ thôi nhá. Còn tại chia áp nó chia áp vô cực mà để xử lý kiểu đấy. Còn zin đét nhá, đẹp long lanh luôn, quay đẹp long lanh luôn này, giá 800.000 thôi, vang số. Quay ruột thôi nói không phải bàn nó cãi rồi. Hàng zin này bác mở nhìn mấy ruột nó biết hết này. Em mình quay zoom lên cho bác nhìn. Zin được kéo ốc luôn. Mà con này đẹp luôn bác nhá. Zin đét luôn. Đẹp long lanh, con này đẹp lắm các ạ. Còn vang số bãi luôn. Ta bao nhiêu tiền? 800.000 thôi. Bán nhìn trời. Hoạt động bình thường zin đẹp nhá, chỉ có là em ghi rất rõ là chiếc áp mà không nhạy mà nghe cái chiếc áp xoay lu này là bác vặn từ từ thôi. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo nữa là con vang X5 X6 đó là một. Con này phím cứng này. Đấy, phím cứng này. Đấy, con này tiếng rất là hay. Nói chung là tuyệt vời luôn. 1.6 triệu nhá. Đẹp. Nhớ cưng lắp ra. Hàng mình bao zin bao xịn nhá. Đấy, X5, X6 này. Anh em có nhu cầu nhanh tay nhá, hai nguồn này. Đây, tất cả keo kia này. Keo này. Keo này, zin đét hết nhá. Nói chung là zin hết. Đấy, cho anh em dễ tưởng tượng. Zin đét hết nhá. Tất cả mọi thứ đều zin đét hết. Ok. Rồi, 1.6 triệu. 1.600.000 đồng. Rồi, cho nó con này lên. Con này còn vỏ hộp nhá, con này con demo nhà em. Điều mấy đô, con vang PS cái 9 là vang số chỉnh cơ. Vang số chỉnh cơ. Con này có vỏ hộp nhá, nhá, tại vì đây là vang nhà em mà, hàng demo. Em bỏ ở đây ở trong kho này em test. Thì đợt này em bán đi. Tại vì hôm rồi thợ nhà em bỏ một con dồn ở trong nhà kho trong ra nữa một con như này. Em bơi bán đỡ một con đi. Thì bán cắt lỗ. Con này em bán 2.9 triệu. Thì đây bán cắt lỗ cho anh em 1.6 triệu này. Con số chỉnh cơ nhá. Con này bảo hành 1 năm luôn nhá. Đấy, bảo hành 1 năm luôn. Đấy, bảo hành 1 năm luôn nhá. Vì nó là hàng mới mà, hàng mới để mua nhà em. 1.600.000 đồng. Tích hợp bluetooth cổng quang USB đầy đủ PSK9 Plus 1.600.000 đồng. Ok. Cho đỡ con đẩy lên đi em. Đẩy thì rẻ lắm, 4 kênh 900W, 1000W một kênh. Con này thì vỏ nó hơi xấu, món bà đặt xuống đã coi vỏ. Vỏ nó hơi xấu đấy. Chủ gửi cho em vỏ hơi xấu nhá. Con này bán 3.5 triệu nhá. 3.5 triệu. Zin, hoạt động bình thường. Vỏ mới vỏ hơi xấu tí thôi. Tụ thì hơi phồng nhẹ nhá. Để nó rõ trạng thái luôn. Con này con tụ hơi phồng nhẹ nhá. Con này bác dùng được 3 năm rồi đấy các bạn. Nhưng với giá thành này nói thật sự các bác về
giá bóng đá, giá trị cục nguồn với giá linh kiện thôi, nên không có gì phải lăn tăn vào đâu, nếu đẩy hoạt động bình thường ngon nghe nhá. Có 3,5 triệu thôi, có để 4 cây. Chỉ nó đẹp hơn thì giá lại khác, đẹp hơn thì phải tầm 4,5 triệu, 4,8 triệu. Còn đẹp hơn nữa là 5 triệu chứ nó không giá này. Thì xấu hơn thì mình bán giá xấu hơn thôi, 3,5 triệu nhá. Tụ hơi phồng nhẹ. Nghe em phân tích đây là tụ hơi phồng nhẹ là ý là các bác chơi có thể là 1-2 năm nữa, hoặc chơi một thời gian dài nữa bác có thể phải thay tụ này. Nhà thay tụ này 5-60 nghìn cái. Đấy, thì bác thay vào khoảng 60 nghìn cái. Hỏng nghĩa tụ nào hỏng thì mình thay. Đến thời điểm khô tụ mà. Đấy. Còn đây mọi thứ em là đang bao zin nhá. Đấy. Nó bụi bặm tí thôi, khách nó chủ khách nó không. Bụi bặm tí thôi, đây là VV kép. Con này này đánh rất là ok luôn. Đấy. Cái con này thì mua của đơn vị thằng Cao nhá. Nghiêng lên cho anh cái nào. Nghiêng lên tí nữa. Con này thì bác mua thì em tuốt tát cho anh em thêm nhá, nó tuốt tát để cho đẹp hơn tí. Các anh gần sau cái tiền 900 đến 1.000 watt một kênh quá nhá. Ok, rồi xong rồi. Tiếp theo cho em đẩy 4 kênh kia lên đi. Con này 3,5 triệu nhá. Con này con để bãi. Con này sử dụng mạch class, con này em nghĩ là dường khoảng 600W đến 700W một kênh. Nó ghi cao 4.800 nhưng không biết được 800 em cũng đo, nhưng với kinh nghiệm em nhìn thì nó sẽ khoảng đấy. Ở trong con đẩy này thì đang hoạt động bình thường ngon nghẻ hết, có một cái lúm này này là đang vặn nó hơi chặt, nó vẫn nghiêng lúm này. Thì anh em về lấy hoặc các anh cứ thế, các bác cứ để đấy để thế với dùng nhá. Nó hơi lặng lúm này thì này bác nhìn thấy đụng nghiêng không? Đấy, các cái lúm này thì vặn nhẹ tăng này. Vì các bác nhìn được cái này nó dơ nhiều không? Nó dơ nghiêng hết bên này này. Thì em không dám bẻ nó sợ gãy. Ở đây vặn dễ hơn này. Nhưng nói chung là các bác muốn chỉnh thì bác mở cái vỉ đằng trước ra, bác chỉnh cho em nhá. Còn trách nhiệm với mình bán này có trạng thái nào nó rõ nhá. Đẩy va ca, ca 4.800. Đấy, con này sử dụng mạch class là class TD, 3,5 triệu nhá. Nó rơi vào khoảng độ là 600 watt kênh vì em nhìn liên quan cả bán kính nguồn nữa. Còn nếu mà về nhìn vào về hệ thống tụ với cả như thế này, MOSFET cực đại này thì nó phải tầm 800W, nhưng em không dám khẳng định 800W thì em khẳng định 600W vì nó cũng rẻ lắm rồi. 3,5 triệu rồi, con này khá là đẹp. Con này khá là đẹp nhá, đẹp hơn con K10 kia. Nếu K10 kia thì con này nó tình trạng là hiện tại Hiếu Minh soi ấy thì mọi thứ zin hết, nhưng chỉ có là bị sửa một lỗ nhẹ ở đằng vỉ đằng sau này. Vài điểm em bị sửa lỗ nhẹ thôi. Đấy, có sửa rồi nhưng sửa lỗ nhẹ đúng nhá. Còn các vỉ này hoạt động là ok. Cái bên đơn vị hãng là bạn tem của bên vị bán là HL, không biết HL bên đơn vị là đấy, là em mình là soi kỹ cho bác từng cái rắc này, từng cái rắc kết nối này, mọi thứ hết rồi, keo cái keo chỉ zin hết này, rắc kết nối chỉ có mỗi điểm này này là rút rắc này, đấy là rút rắc này, là đã xử lý ở cái vỉ mạch này nhá, vỉ mạch đằng sau là vỉ tín hiệu đầu vào thôi, là tín hiệu ra tín hiệu vào thôi, nó thì cái này nó lỗi nhẹ thôi. Mình không đoán được trước là lỗi gì, nhưng mà về cơ bản lỗi nhẹ, nó không liên quan mạch công suất cô nhá. Đấy, sửa mà thay mấy con diốt vào thôi, mỗi vậy thôi. Đấy, mỗi vậy thôi nhá, 3,5 triệu nhá. Mà đây là sửa bị lỗi nhẹ rồi nhá, bị lỗi nhẹ sửa rồi nhưng mà đang hoạt động bình thường ngon nghẻ nhá. Và cái chiếc áp này nó hơi nặng về anh em tự đi xử lý nhá. Em không thời gian đâu vì là cái giá này em bán là bán xả rồi. Về các bác mở ra bác chỉnh cho em tí, chỉnh cho Hiếu Minh tí. Còn đâu không cứ để này vặn được, nó hơi nặng, hơi nặng tay ở đi. Hơi nặng tí thôi. Vẫn vặn bình thường nhưng kiểu hơi nặng tay một tí thôi. Hơi nặng tay bình thường một tí thôi. À đây vặn dễ rồi. Tiến nghiêng lên quên mất. Do cái nút vừa nãy là thụt các bạn, đây, cái nút ấn vào thụt thì bờ em nới ra cái này, em rút cái nút này rút ra được thì lới ra tí cái này là vặn nhẹ ngay. À nó vẫn hơi nặng nhẹ, hơi nặng tí. Hơi tí thôi. Hơi một tí. Ok. 3,5 triệu nhá. Bác chủ mua cái con đẩy này của đơn vị khác, người ta bảo bán bao zin ấy, nhưng mà đây là em nói thật sự, nếu mà em bán con này bao zin nhiều anh em không biết đâu. Nói thẳng luôn không biết đâu. Vì các bác có phải thợ đâu mà các biết đúng không ạ? Đây là mình bán thì mình thấy thế nào mình nói thế vì nó cũng rẻ lắm rồi. Mà đang hoạt động bình thường ngon nghẻ thì có gì phải nghĩ ngợi làm gì. Đúng không ạ? Đấy nói rõ luôn, nó có 3,5 triệu con đẩy 4 kênh nó rẻ bèo. Ok, để cửa đổ. Con đẩy kia lên đi, có hàng đẩy Việt Nam đi. Hàng đẩy của Việt Nam ấy nhá. Việt Nam sản xuất.
Việt Nam sản xuất đi trong nước thì giá rẻ thì vẫn ngon, gọi là thái báo u của nó rồi đấy các bạn, mặt mũi đẹp. Điện tử chính hiếu này, điện tử thì công ty thôi, nói chung là mọi thứ hoạt động ok. Sai hẳn sai báo u của nó nhá, hai nguồn gấu thật đấy. Đấy, Hoàng Auto, Hoàng Auto nhá. Nói chung là mọi thứ đang zin, hoạt động bình thường, ngon nghẻ. Và giá chỉ bán giá trị con vang thôi, đặt lên báo u 1,5 triệu thôi. Thì em bảo 1,5 triệu có gì để nghĩ giá bằng con vang. Về anh em ghép thêm con vang cơ, một bộ đôi loa nữa thì gọi là hết nước chấm. Nói thẳng cái giá 1,5 triệu này còn ngon hơn cái âm ly. Tại vì là công suất khỏe. Công suất con này nó đạt với hai nguồn đối xứng này, nó đạt được 2, 4, 6, 8, 10, 12 là 24 sò. Đó, ít nhất được 6 đến 700W thôi nhá. 6 đến 700W, 1,5 triệu thôi. Đúng nhá. Đấy, ít nhất là em đoán như thế. Ít nhất phải được tầm 6 đến 700W. Hai nguồn. Ok rồi. Đây là xe 18 thôi nhá. Còn một em. Còn một em nữa. Đây, tiếp theo là để AV. AV 2006. Shop đâu em? Sao cái lót gì lung tung đấy? Shop đâu? Nên kia là lấy một cái tấm xốp cái đậy vào cái xong. Trong lốt là lót ở ngoài, em cắt cái gì đấy. Đây. Tiếp theo cũng em đẩy Việt Nam tiếp. Con này thì thiết kế em cảm thấy nó chất lượng hơn con vừa nãy một tí. Đấy, cùng là đẩy Việt Nam nhưng nhìn cái thiết kế nguồn và thiết kế bên trong vi mạch của nó. 2, 4, 6, 8, 12, 24 đèn. Hệ thống sò, hệ thống bù áp. Đấy, nguồn bán nó đúng kiểu dã xác linh kiện luôn, cũng 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu bác nhá, 1,5 triệu này. Con này đẹp. Con này về các bạn đẹp đây, bẩn mốc thôi, các bác mua em mông cho anh em qua. Còn bên trong bụi bặm thì về các bác tự vệ sinh nhá. Trách nhiệm Hiếu Minh bán là bao zin thôi. Nghe đẩy hàng Việt Nam sản xuất thật nhưng hàng Hiếu Minh bán bao zin. Ok, nghiêng lên mặt đây, mặt mũi còn đẹp. 2006 AV, 1,5 triệu ạ. Rồi, ba U nhá, sai ba U, hai nguồn. Tiếp theo. Rồi. Ôi ba con vang đến là một người. Con đẩy Hartmann HS1350. Con này 1,7 triệu nhá. Giá các bác nhanh tay này, mở ra các bác nhìn ruột này. Đám tụ nhá, bán bằng giá linh kiện luôn. 1,7 triệu con vừa đẩy. Hàng tình trạng bao zin nhá, bao zin bao xịn. Hàng tình trạng bao zin bao xịn luôn nhá. Đấy. 1,7 triệu em này, các bác nhanh tay. Hai kênh. 1,7 triệu con này dâu khoảng độ 600W một kênh. 2 4 6 8 10 12 4 6. 600W kênh luôn nhá. Nhựa vào 6 ly này. Cầu này, cầu kẹp này. Triệu đánh này. Tín hiệu vào, tín hiệu vào này, có hai tín hiệu vào, số ly và calo. Nó hoạt động bình thường zin, còn để bãi. Nghiêng lên một lần nữa kìa. Hai con đó diệt dụng mạch class H. HS312 31 1350. Mua cái đấy của khách lấy 3 con liền đấy em ạ. Bọc thành một cục thôi. Quên không nhìn các em cái này. Rồi rồi, tiến thôi. 1,7 triệu thôi nhá. 1,7 triệu. Cho anh con súp lên trước, em vứt ra lùi giật là sao, từng con một. Súp điện này B3 Trung Quốc lại 1. Hơi bụi bặm tí ở trong, còn còn mặc nhện này. Gân không chỉ đỏ nhá, bát 30. Thùng gỗ gắn ép nhá. 1,3 củ, 1,3 triệu nhá. Đọc cái giá này thì không nhanh này hết. 1,3 triệu. Rồi ok, xanh sau ạ. Có bụi bặm tí thôi còn đẹp nhá. Con này nguồn xuyến luôn nhá. Đấy. B3 BS717. Đấy. Con này trước cả bán hơn 3 triệu. Rồi con mua con dùng rồi cái được 1,3 triệu rẻ hơn nửa tiền. Đấy. 4 chân này. Nói chung mọi thứ còn đẹp. Về các bác lau chùi thì xịt ít bóng vào cái này đẹp như lại như mới ngay. 1,3 triệu em này thôi nhá. Số điện 30 này. Các bác nhìn tay nhá. Bên không chỉ đỏ hoạt động bình thường. Zin,
Rồi, ok. Cho đôi đấy giật ra phía sau luôn. Xem đôi DK lên tí đây. Đôi DK đằng mé này này, em ơi mé. Tiếp theo thì mình có đôi DK đồng trục. Căng ở đâu ạ em? Đôi DK đồng trục này thì ôi rồi tiếng nó ra như loa phun luôn. Mở giá bình thường anh em đang bán khoảng 4 triệu. Thì hôm nay mình có một đôi này. Giá hóa giá cho anh em này. Zin Dead nhá, gần dưới quịch này. Ok chưa? Loa đồng trục này. Các bác chưa nhìn đúng loa đồng trục, các bác nhìn đây bác biết rồi. Đây, nhìn cho bác nhìn có đứng xứng đáng đồng tiền không? DK OK101 căng ở đây, mọi nói chung là đôi này đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái bụi thôi nhá, cái bụi thì đừng không tính làm gì cả, là xuất sắc luôn, nghiêng lên cho được. Nghiêng tí nữa đi. DK OK101 đôi này đang bán thị trường khoảng 4 triệu, hơn 1 triệu. Nếu mình hôm nay bán á, giá đâu? Giá gì đâu? Zin Dead luôn nhá, đẹp luôn nhá. 2.600.000 đồng thôi nhá, 2.600.000 đồng em này, đôi này chỉ bụi bụi tí thôi, cái này nâu cái này hết thôi bạn, mua bằng bãi, quan trọng là nó nội thất đẹp, còn bụi bặm tí không tính. 2.600.000 đôi này nhá, các bác nhanh tay này, không hết. Các bác nên gọi điện nhá, em đi các bác nên gọi điện. Các bác xem đến thời điểm này cái gọi điện là sẽ chốt được nhanh nhất. 2.600.000 đôi này đẹp, zin, tiền giữ anh ấy, tiền đây giữ anh ấy, đẹp zin nhá. Đấy, ok ạ. Thùng dòng này là thùng gỗ ván ép quá nhá, không phải thùng giấy lện đâu. Tiến nhấc bát lên cho anh nhìn, anh quay cho bác nhìn này. Đây này. Bác nhìn cái lớp gỗ rồi chưa? Nghĩa là cái loa này ấy, các bác vứt ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời thoải mái nhá, thùng ván ép quá nhá. Chứ nhiều cái thiết kế thùng này ấy, nó thùng giấy lện thôi. Đấy, hoặc thùng dán thôi. Đây thùng giấy và ván ép, vì là cái dòng này đánh uy lực lắm. Nó đánh bạo lực nên là bắt buộc phải thùng này mới chịu đòn được, cái thùng giấy bình thường là không chịu được đâu. Đấy loa đấy luôn. Tiếp theo lên hình cho bác đôi loa em nào bán hòa vốn nốt cho bác này. Đôi loa Audio King. Đôi được 1.9 triệu. Cái giá vào đây. Đôi ao kinh này thì thị trường anh em đang bán mức giá loanh quanh là khoảng 3.2 triệu đến 3.5 triệu. Các bác có thể gõ YouTube bác xem bác biết, vì dòng này sụp 1 bát 25 và 4 chép các nhá, sụp 4 chép của ao kinh luôn. Giá hôm nay em bán hóa giá cho anh em này 1.9 triệu nhá. Hàng còn đẹp thì rất là đẹp, nó không tránh được mấy vết xước này được, nó có mấy vết xước này bác nhá, mấy vết xước chảy là có, em có khoảng 3 đôi này. Có 3 đôi này nên em quay đôi này thì tình trạng này, nhưng các đôi khác thì nó cũng có vết xước chứ, nhưng không đẹp như mới được. Nhưng cái dòng này nó phải là sơn, nó sử dụng sơn là sơn lớp sơn phủ lên rất là dày. Đây bác nhìn thấy lớp sơn phủ rất là dày. Đấy. Giá 1.9 triệu một đôi nhá. Bán hôm nay bán kịch sàn luôn, bán giá linh kiện. Audio King tiếng hay lắm. Bác nhìn cái phân tần này. Em hỏi bác đi mua cặp phân tần này thôi đã 1 triệu rồi. Đây FK108. Phân tần gấu này đã 1 triệu rồi. Em bán này bán đúng kiểu dã linh kiện luôn. Chứ để chép nhá. Rồi đời chép đời 2013 này, chép của ông King luôn nhá. Rồi, đặt bát lên ông ngửa lên lên. À, ngửa lên đặt lên 1.9 triệu đôi này nhá. Ngửa lên cho anh ơi. Nghiêng lên, nhìn thùng lên. Chép ngược rồi. Quay lại đi. Rồi con này đánh đa hướng quá nhá. Đây này, 1 chép này, 2 chép này, 3 chép này. 4 chép này, đánh gần như đánh xung quanh luôn, gọi đánh đa hướng, bọn em gọi là đánh đa hướng đấy. Có LR nhá. FX108 thôi nhá. Công suất hoạt động là 160W và cực đại của nó là 500W thôi nhá, đánh rất mạnh luôn. Các bác gõ luôn đôi này chứ trường nó biết rồi, căng ở đâu ạ? Vào lấy cho anh căng thôi. Đẹp, zin. Gần zin nhá. Gần zin luôn bác nhá. Gần zin luôn. Em đặt cái căng vào cho anh nhìn này. Đặt cái căng này. Đấy là tòa căng của anh nhìn đấy. Đấy, anh nhìn chưa? Màu trắng như Ngọc Trinh nhá. Có 1.9 triệu thôi các bạn. 1.9 triệu thôi, bắt nào bắt 2 năm. Rồi.
Rồi. Và bắt bắt cùng bé này. Không, bê này ra cho anh Tiến này, Tiến bê này vào trong cho anh này, để cho anh Tiến anh bê đồ ấy. Anh lên quay lốt đi nghỉ. Đem bê này vào trong này. Không, bê sang kia. Bê sang bên mé kia. Đó, cứ vào chép. Đem có hai đôi bâu đây. Đôi này đôi đẹp này. Đẹp zin nhá. Nguyên lẫy nhá. Boss Bar CD 5. Thị trường anh đang bán mức giá khoảng 7 triệu, 6 triệu rưỡi, 7 triệu. Thì hôm nay bán lấy vốn về đôi đẹp này. Bán lấy vốn về này, 5 triệu đồng thôi nhá. Đấy, anh em nhu cầu những tay bán. Đôi này thì sản xuất tại Mexico. Đây. Đôi nguyên lẫy nhá. Có đúng một đôi nguyên lẫy thôi. Còn các đôi này thì nó bị gãy lẫy, em bán rẻ hơn. Nhìn vào cái căng thôi biết hàng xịn rồi đúng không ạ? Có 5 triệu đôi này nhá, gần zin nhá. Nói chung hàng đẹp thì giá trị nó khác hẳn luôn. Mời em đây bán lấy vốn tiền của em về thôi. Từ cái gân nhá, cái zin đẹp này, chưa thấy gân nhá. Tiến úp lên cho anh ơi. Từ sụp từ bọc nhá. Từ bọc này. Ok chưa? Bác nhìn quả từ chất không? Bóng này. Keo này. Thơm phức luôn. Thơm phức luôn mà nhá. Rồi thơm lắm. Thơm phức luôn. Gỗ thơm phức luôn nhá. Zin đét luôn nhá. Nói chung zin đét mà nhìn đây, anh em nào thợ thuyền vào nhìn là biết ngay mà. Hàng mình bao zin bao xịn mà. 5 triệu đô này nhá. Bạn mà vốn cho anh em. Bởi các mua đôi này là toàn đôi không đẹp bằng em đâu. Nếu đâu đẹp như thế này của em ý, là anh em mua tầm 7 triệu hơn 7 triệu em mua bán lấy vốn về. Bán rẻ cho anh em. Một đôi này, có đúng một đôi gọi là nguyên căng lấy thôi. Em mở ra, giữ cái nhá. Nỉ ngược rồi. Xay đi, theo giữ nhỉ. Đôi đẹp luôn, 5 triệu luôn này. Bán bằng giá linh kiện. Made in Mexico. Boss Bar Silam. Đẹp xuất sắc nhá. Đôi đẹp xuất sắc luôn, màu đen. Rồi bỏ ra 5 triệu đôi này nhá, đôi số 1. Hôm nay em quay hình hai đôi thôi. Hai đôi này thì bị gãy. Gãy này thì trước em bán cửa hàng em bán 6 triệu rưỡi 7 triệu thôi. Em vẫn dán giá cũ nhà em này. Thì đôi này thì nó gãy lẫy thì em bán rẻ cho anh em này. 4 triệu nhá. 4 triệu đẹp hết, chỉ có mỗi là một chiếc nguyên lẫy à? Một chiếc nguyên lẫy này. Một chiếc căng nguyên lẫy nhá. Và một chiếc căng gãy hết từ lẫy này. Đấy. Em bán đôi này 4 triệu nhá. Anh em nhu cầu liên hệ về anh em tự. Đây ở đây nó còn sót là hai cái lẫy này. Hoặc anh em về chế lẫy nào em cũng biết được, anh em chế lẫy nhá. Đây em căng zin này. Em định đi mua căng về đấy các bạn. Em định mua căng khác về lấy đắt vào em bán bình thường như thôi. Bán đến lộc cho anh em, bán này bán giá lỗ rồi, anh em nhập chảo giá này đâu ạ. Nhập cũng giá này luôn. Xin lỗi các bác là kể anh em thợ luôn là đi, anh em đi nhập cũng giá này nhá. Nhanh đồ vuông luôn, đây là giá này em cắt lỗ để lâu rồi. 4 triệu đôi này nhá các bác nhá. Zin đét luôn nhá. Bán tất cả bao zin hết. Zin đét nhá. Đấy. Lật lên thêm từ nào. Lật lên lên. Kéo lật kéo. 4 triệu em này nhá. Để mong không em. Bê sát vào đây, rạch tránh đường để tí. Anh em người ta đi ra người ta quẹt vào đấy. Ô tô kìa. Bây giờ ngồi vào trong tí. Từ trắng à. Thế chắc chắn sẽ có một đôi từ trắng. Như là em sẽ chọn cho anh em này. Một đôi từ vàng và từ vàng, một đôi từ trắng và từ trắng nhá. Đấy, để nói rõ luôn nhá. Thì em sẽ nghĩa là cái đôi mà bị thùng quách đẹp như nhau, cái đôi mà bị gãy cái lẫy này, nó hiểu là cái đôi này em sẽ dồn vào một đôi là một đôi gãy lẫy này. Thì bán 4 triệu, còn thùng quách đẹp như nhau, mọi thứ zin hết, đẹp như nhau. Chỉ có là em sẽ dồn là một đôi từ trắng và một đôi từ vàng. Ok chưa? Tại vì nó có đời từ trắng và đời từ vàng, có nhá. Đấy. Từ bọc nhiễu luôn. 4 triệu nhá. 4 triệu là các bác hiểu hôm nay là sẽ bị gãy cái lẫy này. Đấy, còn lấy từ nào cũng được vì nó như nhau. Anh em thích cả 4 triệu em tôi lấy từ vàng. Ok, em lấy cho anh một đôi từ vàng vì trong hai đôi này sẽ có một đôi từ trắng, một đôi từ vàng.
chúng con này căng ấy, nó gãy thì em bán rẻ đi thêm 1 triệu thôi. Xong rồi em mời, đừng bắt vào vội bên này thế này. Tóc Xoăn ơi, bên này vào trong này, tiến bê vào trong đi, bê vào trong, tạo vào trong. Cháu đổ bắt cẩn thận nhá, bắt cẩn thận vào gân này của anh cái thì đang bắn lỗ rồi. Đây quay rồi, quay rồi mà. Để dịch vào trong thôi, đừng ngấy. Đây tiếp theo nữa là đôi loa, loa gì nhỉ, vodka King. Đôi loa này đối đôi nó thử của Đức không nhá. Lấy anh cái căng ra đây, căng ra. Đấy, vodka King này, vodka King coi nhá. Đôi này thì đẹp, chỉ có một chiếc là các chủ bị giỏ nước đây này. Nhà bị rột. Đấy, bị rột, giờ mít nước này. Đấy, mỗi chỗ này thôi. Còn mọi thứ đẹp hết là anh cái bát lên cả tiền. Đây, chủ 4 chép nhá. Đây, của Đức Cường Long, lông chuột này. Phân tần lâu này, lông chuột này. Đấy. Có chép mở chép nào chưa? Đây, qua em quay bát vì hàng em bao zin bao xịn đẹp hết, chỉ mỗi cái điểm kia là bị rộp thôi, các anh nhìn nhá, zin đét hết này. Cái này với B3 nó một, mà em bán vào bán nó thật sự bán 2 triệu đôi này. Chẳng nhẽ em đi tháo từng cái bát rời ra, em định bán tháo từng cái bát rời em bán dã ra 2 triệu đi rồi chưa? Đấy. Đâu? 2 triệu đồng quá nhá, đôi này thôi nhá. Rồi chưa, trường anh đang bán khoảng 4 triệu, 3, 4 triệu rưỡi, em bán 2 triệu đồng. Bởi bác mua một đôi X8i thôi. Một đôi X8i là một cái bát này thôi. À mà đây là bát 25, đôi X8i có bát 20. Một đôi X8i đã 3 triệu rồi. Thì đây bát 25 nhá, 4 chép. Còn một bát nhá. Cái đôi này tương ứng với đôi loa HF101, mở đây giá rẻ hơn 1/3. Đấy, rẻ 1/3 rồi nhá. Đấy. Nghe đôi bác mua đôi HF101 thì giá này quanh khoảng hơn 5 triệu, thì cái này là có 2 triệu nó rẻ hơn gần 1/3. Đấy, về anh em thích chế cháo chế vì nó bán bằng giã linh kiện mà, nói thế là nhiều. Một bát 4 chép, một cà kinh. Quay anh mua đen cái, thế tiến nhớ anh sau anh mua xe mua đen cái. Đây, các bác gõ luôn YouTube bác ra luôn nhá, vodka King VS510 nhá, số nhá. Đức. Ok. Rồi cho giật thần về đằng sau đi. Giật lui ở đằng sau đi anh em. Quay nhanh nào. Cho ít hàng mới đi anh quay nốt nào. Các bác đợi cuối sẽ có hai món hay lắm. Một quả súp của Mỹ nhá. Em sẽ quay cuối cùng. Và một đôi loa Behringer của Đức nhá. Behringer, ba đường tiếng của Đức. Anh em nào xem chịu khó xem cuối sẽ có lộc cho anh em. Tiếp theo em review cho anh em con quản lý nguồn. Để mua ti, quy ti. Có dây nguồn vừa nãy chưa? Dây nguồn nó đi liền. Ừ. Quản lý nguồn này là hàng mới nhá. Hàng mới tinh nhà em này, bác nhìn này, hộp. Tại sao phải hàng mới thành ý? Tại vì này, cái hôm về hàng ấy là nó bị giọt mấy hạt giọt nước mưa vào cái thùng ở vỏ ngoài ấy. Nó ngấm vào vỏ này nó hơi lát nhăn hết vào hộp này. Bị hai cái, có hai cái rồi thành ý hết là hết luôn. Có hai cái, đúng hai cái thôi nhá. Có đúng hai cái thôi, có muốn cái thứ ba không có đâu. Mình kia em bán 1.3 triệu. Con này có tích hợp là lọc nguồn Mexico nhá. Xin phép hôm nay không mở nhá, về anh em thích mở thì mở. Tại vì là em mở ra thì các bác lại nghĩ lăn tăn, còn anh em thích mở mở nhá, về tự mở này. Đây nguyên tem này, em bán hàng mới mà. Nguyên tem nhá, xốp sách đầy đủ nhá, mỗi tội vỏ hơi lát thôi. 1.1 triệu em này có lọc nguồn Mexico nhá. Con này thì mình đã mở ruột rồi. 1.1 triệu nhá, 1.1 triệu có lọc nguồn Mexico là thật luôn, cả cái đất nước Việt Nam này không có ai bán giá như em đâu. Em nói thẳng luôn ạ. 1.1 triệu nhá. Có hai em. Chả đúng hai em thôi. Chả có nhiều. Bỏ nốt trước kia đây quay nốt này kiểu hộp để các bác nhận được hàng, các bác nói rõ luôn các bác à. Tại vì các bác chốt ai như nhau, nhưng đây nó sẽ có hai kiểu hộp này. Một con vẽ hộp nhăn nhăn đây, một con kiểu như này. Đấy nó ngấm này, mốc này. Đấy. Ngấm ẩm ấy đây. Con này em chưa xé bóc ra luôn này, tiến bóc ra luôn. Các bác nhìn. Bóc ra luôn này. Đấy.
nguyên siêu giấy nhá, chưa bóc dây nguồn nguyên này. Ok, 1,1 triệu nhá. Tiếp theo đây. Tiếp theo là con vang hàng siêu lướt của DBL Tech Mobile 350V2. Con này chỉ đáng tiếc đáng nhẽ em bị bán mới, nhưng mà chủ là kích hoạt rồi. Thực ra con này chủ nó mua nhà em, mua nhà em mua dùng được một tuần, hơn tuần thì bác ý đổi sang con vang số đùng đấy, đổi lên con vang số tận hơn 6 triệu, con vang S750. Thì em thâu lại bác ý thì em trừ hao mất 700.000 đồng. Con này đang bán 2,950 các nhá, tại vì do bác kích hoạt rồi thôi nhá, do bác kích hoạt rồi thôi. Mỗi vậy thôi, bảo hành 1 năm như bình thường thôi nhá. Giá 2,200,000 đồng. Con này vang số chỉnh cơ, tiếng rất là hay mượt mà. Bản mới nhất 2023-2024, với 2023 đầu 2024. DBL Tech Mobile KM350V2 2,2 nhá. Ok, nhanh lên, bắt đủ ốc vào mấy em nhá. Thực sự là làm cái hàng đổi cát này các bạn tốn công lắm mà. Bác nhìn ơi, thợ nhà em này, một thợ này, hai này, ba, bốn thợ chỉ vào cái rúng này mà công thợ nuôi nữa, thì bây giờ bảo thuê mặt bằng nhân công nữa, quay đống hàng này thì hết cả buổi chiều. Có những cái em cộng lên có 100-200, có những cái em bán lỗ, nói thẳng luôn. Nên là bán hàng thanh lý này gọi là bán đến công làm lãi thôi. Nên nhiều bác là cái hàng thanh lý này em không đổi cát đâu. Nhiều bác lên các bác bảo có đổi cát không, không đổi cát đâu bạn, đổi cát làm sao được, đổi cát có lời nhuận đâu mà đổi cát. Đổi cát có mời bán đất đi nuôi nuôi thợ chết. Đây có đổi hàng bình thường cho em nhé. Cái hàng thanh lý này bán xả cho anh em lấy may thôi. PSRX300, đây là con vang mới tinh đập hộp nhá. Tại sao mới tinh lại xả đi? Tại vì báo cáo các thì có những sản phẩm em bán chiến lược cho anh em. Thì mẫu này cái tiếng revert nó ấy, vừa phải, những tiếng echo mượt mà hay lắm các bạn. Nếu trong phân khúc tầm tài tiền thì tất cả mã vang thị trường bây giờ không có nào ăn được con này. Giá hiếu bích xả cho anh em này. PSRX300 đang bán mới là 1,8 triệu đến 2 triệu. Thì hôm nay em bán xả cho anh em 1,4 triệu nhá các nhá. 1,4 triệu các nhá. Có điều khiển, có điều khiển thôi nhá. Đây. Đấy, vừa để em đặt xe đi. Cứ chơi vào đâm này. Ở đây là đúng quê đây. Để con mới đẩy vào cho người ta đi cho nhanh mấy ông này. Trong ngây hết người ra đây. Vào không nói. Tí nữa đi ngồi im. Mẫu RX300 các nhá. RX300 còn thích hợp Bluetooth cổng quang Eco đầy đủ, revert đầy đủ. Và cái thứ hai nữa là có điều khiển không nhá. Có điều khiển, điều khiển xịn sò luôn. Đi kèm có dây nguồn này, anten này, Bluetooth này, mấy vít chỉnh hay vít điều chỉnh các nhá. Đấy, tiếp theo nữa là con vang à, con lưng tiếng PS XT1000 mới tinh được hộp. Con này thì cho giải âm rất là hay, những bác nào mà hay nghe nhạc gọi là khó tính ý, cần giải bát giải chung giải chép lên thì bác có thể bổ trợ những con lưng tiếng. Và những con lưng tiếng em bán sale cho anh em giá siêu tốt luôn nhá, bán sale cho anh em trong clip này 1,200,000 đồng. Bình thường nó bán mức giá 1,7-1,8 triệu thì mới sale cho bác 1,2 triệu, bảo hành 1 năm bác nhá, mới tinh được hộp luôn thôi nhá. Tích hợp Bluetooth này đầy đủ nhá, USB đầy đủ. Lưng tiếng là một thiết bị không thể thiếu những bộ những bác nào đam mê hay nghe nhạc. Bác nào cần giải mic, giải chép lên thì sử dụng driver con này thì tuyệt vời luôn. 1,200,000 đồng thôi nhá. 1,200,000 đồng. Rồi ok. Bán xả đi, xả tương tác rồi quá. Không thể rẻ hơn được nữa. Và tiếp theo nữa xả cho bác con mic à, con vang cũng mới tinh được hộp. Con vang PS SV9 là vang cơ lai số nhá. Cơ lai số con này tính năng nó giống như con 350V2 của DB. Không nhá. Tính năng nó như nhau. Nhưng mà giá của PS thì êm lắm các bạn, giật mình luôn các bạn. Coi tiếng hay lắm. Và đam mê những các bạn dùng con này rồi bác biết rồi. Và điều quan trọng em bán lấy vốn về con này này. 1,6 triệu nhá, mới tinh được hộp nhá. Hàng nhà em nhá, đầy đủ tem, đầy đủ luôn nhá. Tất cả nguyên đai nguyên siêu hết nhá. Mới tinh được hộp 1,6 triệu đồng. Con vang cơ đa số PS
SV99 1.600.000 đồng ạ. Bình thường em bán cũng lên quanh hơn 2 triệu. Rồi ok ạ. Tiếp theo nữa là mình bắt đầu xả cho anh em một con lưng nữa. Con lưng tiếng nước của PS, đó là lưng PS V100 Plus. Cũng mới tinh được hộp rồi nhá. Bán xả cho anh em. Bán xả cho anh em nhá. 1.200.000 đồng. Những bác nào chơi con này bác biết rồi. Hoặc bác xem nhiều kênh review ấy, cái quan trọng là em bán giá rẻ thôi. Nhưng mà quan trọng trong clip này nói thẳng luôn là bán giá rẻ thôi. Thì hôm nay em bán, bình thường em bán trên trường 1.7, 1.8, thì hôm nay em bán 1.2 nhá. PS V900 Plus tích hợp Bluetooth, cổng quang USB đầy đủ. Ok. Lưng giải bát giải chép lên hay lắm. Cao anh ấy ở trong. Tiếp theo ạ. Tiếp theo bộ micro, hàng demo nhà Hiếu Minh. Nghe test được 1-2 lần. Mới tinh luôn. Nghe nó không làm sao mới tinh luôn. Tôi là test 1-2 lần, bỏ ra bỏ vào là hộp nó nát. Ok chưa? Bình thường bán 3.6 triệu này. Hôm nay bán lấy vốn về này, 2.4 triệu nhá. Mới tinh nhá, bảo hành 1 năm nhá. Mới tinh luôn, chữ kỹ hoạt nhá. 2.400.000 đồng đầy đủ này. Pin này. Pin này bọn em vừa bỏ ra test mà. Pin này. Nguồn này. Chúng ăn trên, chúng ăn dưới 6 ly còn chưa bỏ này. 6 ly chưa bỏ này. Đấy. Dạng của tôi không tẹn chưa bỏ này. Chỉ có một pin là bỏ ra để nắp vào tay thôi. Đấy. Mới tinh nhá. 450 like nhá. 450 liter ấy. 2.4, 2.4 triệu nhá. 2.400.000 đồng. Con này bằng bình thường 3.6 triệu, anh em phải check anh em biết. Ok. Hết chưa? Rồi khiến cho đôi loa nhá. Tiếp theo một quả xúc của Mỹ TB. Bỏ bát xuống đây, bỏ bát để lật cái thùng. TB 5.3 triệu quả này nhá, đọc giá luôn bát 50. Xúc mặt TB sau. Đấy, cái thùng lên đi. Xúc mặt nha bác nhá, cơ hội lấy căng ở đây, lấy cả căng ở đây. Công suất chịu đựng tối đa của nó là 900W. Made in USA. Đấy. TB sau, không nhá. Đấy. Đây. TB sao nhá, sản xuất Mỹ các bác nhá. Bên USA. QS18S. 5.300.000 đồng. Quả này em thâu của khách đấy nhá, bình thường trước em bán là hơn 7 triệu. Người ta dùng rồi. Đấy, vì nó hàng bãi chả hao bao nhiêu cả. 5.3 triệu nhá. Vẫn đẹp. Zin. Giữ giữ anh ạ. Trước bán hơn 7.5 triệu con này. 5.3 triệu. Đấy, anh em có nhu cầu nhanh tay liên hệ sớm nhá. Gì? Ok xong rồi. Đấy, xong quả xúc này căng nó đây nhá. Căng em nó đây. Xúc mặt thôi nhá, để xúc mặt. Xúc mặt. Tiếp theo đôi Behringer. Đôi Behringer thì đôi này bác cái chủ bác mua là hàng mới, phải hàng bãi vì nó đẹp như mới mà. Đây là cái bụi thôi. Mua hàng mới nhưng ở trong hộp ý. Trong bộ bác ý thâu cho em thâu lại thì bác bỏ vứt cái vỏ hộp mất rồi. Thì đôi này trên trời anh em bán khoảng 11 triệu. Thì em thâu lại em bán giá 7.5 triệu luôn này. Không phải bán 8 nữa rồi. Vì hàng thì hàng zin rồi. Zin đẹp. Vì hàng người ta mua mới được hộp mà. Mua mới được hộp nhá. Mua mới được hộp để em thâu lại đấy. Bây giờ kiểu nó chỉ bám bụi biết tí thôi. Em lau chùi cho anh em thôi. Chín đét nhá. 3 đường tiếng, khoảng 3 đường tiếng, 2 tiếng, rất hai tiếng nhất lên cho anh ấy. Nó dùng một chung này, lật củ chung lên. Các bác gõ luôn trên YouTube ấy, anh em bán này, anh em nếu biết thì mới tham khảo giá được. Tại vì đã hàng thâu lại thì nó phải giá êm hơn nhiều mà. Cùng là hàng nhưng em thâu lại giá nó êm. 3 đường tiếng. Đó là định hình cơ của Đức cũng nhá. Rồi em nhớ cái này lên cho anh đi. Bắt mở vào thắm bắt ba. Đây căng vào đây nhá. Có tưởng tượng đó. Căng em vào đây. 3 đường tiếng. Đẹp. Rồi nhấc lên thùng lên. Nhấc thùng lên để xem sao mô đen cái. Đây. Đấy, Behringer mô đen là CL3264, các bác check nhá. Anh em bán nhiều ấy. Behringer Get Money. Đấy. Nhà thư của Đức có nhá. Hiệu Đức. Cầu kẹp nó này. Lưỡi đánh đảo pha này. Biam này. Cái đây là đánh ở phân khúc cao cấp mới có phân cái cầu này. Gọi đánh molo ấy, ste ấy, kiểu đấy. Đấy là đôi loa cuối cùng trong ngày hôm nay. Cũng là kết thúc buổi review trong ngày hôm nay, anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhá.
và xin hãy chào tạm biệt các bác nhé.